Hi, welcome back to my channel. Start the video. Okay, Poppy Movie. I'm the head of innovation here at the Playtime Cove Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
My bedroom floor to anywhere in the world. It's such a great feeling. And being able to work at a soy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Whew. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. Okay, 我把这个电销 Bobby Playtime吧 Let's go. Thank you.
Sau đó các bạn sẽ đặt thủ vô lương vào đây và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Đây, nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn sẽ ghép hình con tàu. Ghép những toa tàu này vào. Và cứ thế các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu bên trong tầng này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng tiếp theo. How of Slenderia. Let's go. Trong tên này thì các bạn sẽ đi tìm tất cả 8 màu giấy. Và khi đủ 8 màu giấy thì các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm. Màu giấy thứ 2.
Okay, let's go. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả những mảnh chìa khóa màu vàng. Sau đó thì khi đủ mảnh chìa khóa màu vàng thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu lúc các bạn đi rốt. Ở đó có một kết sắt. Và trong kết sắt đó thì các bạn sẽ lấy được quyển sách. Quyển sách đó để làm gì? Để các bạn sẽ tiêu diệt những con ma ở trong ngôi nhà này. Nó như kiểu là một quyển sách tà thuật giúp các bạn tiêu diệt trừ ma trong đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Slenderia The Cellar. Let's go. Ah!
Và thực hiện là cũng như thế, đó là các bạn sẽ tìm 8 quyển sách. Khi đủ 8 sách thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và thoát khỏi nơi này. Trong tựa game này thì sẽ khác ở tựa game Slender Redouser Solar One. Đó là tựa game này thì có thêm hai nhân vật nữa, đó chính là Granny và đứa con của Slender. Nhìn nó rất là kinh khủng luôn. Và các bạn sẽ phải cẩn thận. Oh my gosh. Phải đi xung quanh để tìm kiếm tất cả những quyển sách ở trong map bản đồ này. Ở đây là trên map bản đồ, các bạn đang ở đây. Như thế và các bạn sẽ đi xung quanh để tìm 8 quyển sách nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Slenderia Asylum. Một bóng ma trong bệnh viện. Rồi vào tới cái tiếp theo, Jessica Lecter.